trưởng Việt Nam quyết định số 942 Học viện Y Dược Cổ truyền Việt Nam về việc công nhận tốt nghiệp bác sĩ học cổ truyền chính quy đợt 1 năm 2021. Giám đốc Học viện Y Dược Cổ truyền Việt Nam căn cứ quyết định số 30 ngày 2 tháng 2 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, căn cứ quyết định quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43 ngày 15 tháng 8 năm 2007 và thông tư số 57 căn cứ quyết định số 489 ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Học viện Y Dược Cổ truyền Việt Nam về việc thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp Đại học năm 2021. Căn cứ vào danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 gồm các phòng đào tạo đại học, Trung tâm Công nghệ Thông tin,